Hello, rất vui được gặp lại cô chú anh chị trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn. Thì hôm nay thì cũng lên đây làm một cái video mà để mà coi như là giải thích cho một số bạn về cái vấn đề mà có rất là nhiều bạn gọi là coi như là hỏi mình rất là nhiều luôn. Nên mình nên tổng hợp mình làm một cái video để nói về có rất là nhiều bạn gọi là coi như là hỏi là coi như là anh ơi, tại vì mua xe Sirius FI hay là nên mua cái gì Honda rẻ đích 110 FI. Thì nói chung là mọi người yêu mến mình, mọi người hay xem kênh của mình, do đó mà coi như là một số anh em mới hỏi mình về cái vấn đề là xe cộ. Nói thật thì nói chung là tôi làm cái kênh YouTube về sửa xe, thì anh em mà xem thì tôi cái quan điểm của tôi là thôi hay nghe dở bỏ, cái gì tôi nói trúng thì anh em cứ nghe, cái gì tôi nói không trúng thì vui lòng bỏ qua. Thì đối với lại cái hãng Honda là hãng Yamaha hay là Suzuki hay là Kawasaki, đó là những cái dòng hãng sản xuất xe gọi là nổi tiếng của Nhật Bản. Như theo mình được biết ngày xưa thì nó có cái dòng số 7 Honda Lam đồ các thứ, đà đêm thái đồ, nói chung là các thứ con đà điểu là như các bạn biết rồi, nó rất là bền, nó rất là tốt. Nhưng mà sau khi du nhập tại Việt Nam thì nó làm sao? Và bây giờ quay lại vấn đề chính, không có nói dòng dài, có nghĩa là các bạn hỏi tôi là nên mua giữa hai cái dòng mà phun xăng điện tử. Tất nhiên là nó lợi xăng là một, hiện bây giờ thị trường bây giờ là Yamaha nó có thằng Sirius FI, Honda thì nó có RSX gọi là S110 đó, nói vậy đi cho nó dễ hiểu đi, nó dòng dò ha. Thì tôi ít khi trả lời anh em lắm, tại vậy nè, nói chung là mình cũng chả sợ đụng chạm với ai, mình là một người thợ sửa xe chứ mình không phải ông trồng lúa nên mình không biết. Tại tôi cũng các bạn cũng đừng có buồn khi tôi nói thẳng, tôi nói thiệt tôi không thích hàng đó, tôi không bình nào bỏ nào. Đầu tiên là tôi nói về cái thằng Sirius FI. Thứ nhất, so với lại đời Sirius mà bình xăng cơ 22, 23 rồi đó, cái loại mà buông ngắn đó nè, chạy rất là ngon, chạy rất là giọt, cực kỳ bền. Mấy em ở cái nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao đó. Còn mà ví dụ như mà anh em đi đường xa đi chăng nữa thì nó cũng rất là vi vu, con là điểu luôn, không sao hết. Có chăng là lúc đầu anh em mua về này nó tầm khoảng 40 mấy 50 cây, sẽ đi một thời gian thì nó hao xăng. Nhưng mà tôi cũng đã làm nhiều cái video rồi, thì khi nó hao xăng thì không phải cái bản thân cái xe nó hao, mà do anh em đi cái cách bảo trì là một này, rồi có thể là mình ém xăng nó lại chẳng được ha, thay lọc gió bảo trì thường xuyên thì nó sẽ lợi xăng, không có gì hết. Chứ còn nhiều người bảo nó hao xăng quá chịu không nổi, chịu không nổi, mình đi làm mình chỉ cần mua cái bình xăng Senta của thằng Đạt á, của thằng này Sirius về mình gắn vô anh em ha, thì nó sẽ ok rồi, đâu có gì đâu mà phải phân vân. Anh em đi á phải thường xuyên thay lọc gió này, rồi coi như là xúc bình xăng, và đặc biệt cái bình xăng Sirius á, bình xăng cơ á, thì nó hay bị hư cái miếng da bôn, thì anh em cũng chú ý mấy cái đó, chứ còn đi nó rất là ngon. Trở lại vấn đề với lại cái con Sirius FI, tại sao mà tôi nói cá nhân của tôi nha, tôi không thích. Thứ nhất gọi là nó có cái bệnh là hay bị róc đầu. Giờ gần đây thì mình không có đánh giá về cái chất lượng nó rõ ràng, nhưng tôi chỉ nói nó như thế này nè, xe đi rất là nhanh xuống, thỉnh thoảng có tình trạng gõ đầu, róc đầu, kêu piston và ly bố nồi, mặc dù thì cũng có chút lợi xanh đó. Còn về giá cả thì nói chung là anh em thì đừng có quan trọng gì cả, một khi mà cái xe nó đã tốt, nó đã ngon, nó trên lệch 500 một triệu là chuyện bình thường. Rồi bây giờ quay lại với lại cái dòng xe của Honda RSX110 nó là sao. Thứ nhất là nó cũng lại chung quy lại vì quá lợi xăng, nó dẫn tới cái tình trạng là nó máy, và cái cấu tạo của cái đầu lòng cũng như cơ cấu máy thì mình thấy là vách máy rất là mỏng, mỏng tanh, và nó vẫn sử dụng cây cốt cam như những cái video tôi đã đăng trên kênh Đinh Nguyễn 77. Và Đinh Nguyễn thì các bạn xem đã biết rồi, hiện tượng kêu sinh cam rất nhanh xảy ra, rất nhanh, xe chạy không bao nhiêu lâu là bị kêu sinh cam, xe bằng đạn cốt cam, róc đầu, y nồi,
Dạ. Trước tiên đó là cái cổ bô, chất lượng cổ bô quá dở, nhanh hư cổ bô. Cổ bô xe qua xe lại là lủng. Đồ mũ thì nhiêu khê, hay kêu lọc cọc ở cái đầu đèn. Đó. Cho nên đó là anh em hỏi thì không lẽ tôi biết nghề mà tôi không nói. Tôi nói thẳng thì nó đụng chạm lắm, nhưng mà anh em hỏi hai mua xe mà hàng đó mua xe nào, tôi cá nhân tôi chả thích. Đó. Tôi nói thật. Mình thì không phải là mình sửa xe để mà mình mong muốn mà xe cho nó hư để mà mình làm. Đó là tôi không có muốn như vậy đâu. Ha. Mình đâu có mà mong mà coi như là này nọ. Đúng rồi, nói thật lòng anh em, tiền thì ai cũng ham hết đó, nhưng mà điều mình chỉ chung quy mình là một người thợ để mình đánh giá thì Honda nó được có vụ Supreme nha. Mình nói xe Việt Nam mình á, Supreme rồi quay Alpha rồi các thứ rồi bắt đầu quay A rồi tạm tạm. Nhưng mà riêng cái con quay A quay S rất là nhiều anh em bây giờ đi chạy gáp á, nó có tình trạng là nó đuối máy, gọi là yếu á. Yếu ì hơn so với những cái dòng mà xe rim. Xe chạy ì lắm, nó lên ga mà chở một người nó đừ như người buồn ngủ vậy đó. Chứ nó không có mạnh, không có giọt. Đó. Rồi quay trở lại cái con quay A thì mình cũng quay trở lại với lại cái con Sirius mà trái bô dài bình xăng cơ. Cái tiếng bô nó ba. Không bằng cái con Sirius bô ngắn đời trước. Vậy bắt đầu chuyển qua tới cái dòng FI. Lợi đâu không thấy, tôi thấy có hại không. Lợi xăng thì có lợi, nhưng mà tiền sửa chữa thì quá trời. Xe chạy nóng, có cái hiện tượng gõ đầu bò, mở cái bô ri ra là chấn sát luôn, mở súp bắp ra rất là dễ cháy. Do đó là xe rất là nhanh nóng là cái điều đương nhiên. Ở dòng xe hiện tại thì bây giờ giống như người ta mà sản xuất ra cho nó có đai, như người ta gọi là có mút, người ta gọi là rượu cũ mà bình mới đó nè, rượu cũ mà bình mới. Mẫu mã bên ngoài có thể cái đầu dài chút xíu, lúng vô chút xíu, nhọn chút xíu, nhưng mà cơ cấu máy móc thì vẫn như nhau. Đó là của Honda. Bao nhiêu cái đời quay rồi FX110 cũng vậy thôi, cũng cơ cấu như vậy. Chỉ có được chăng là cái đời đầu thì tạm tạm, bắt đầu trở về những cái đời sau rồi nó cũng hơi bị tệ. Ngay cả Alac cũng vậy thôi. Ôi bây giờ tôi cũng chả nhớ Alac nào, tôi là thợ xe chứ mà tôi cũng không nhớ Alac đời nào luôn thưa quý vị. Alac đít nhọn, đít bầu, đít dẹp gì 2018, 2019, 2020 tôi đít thật luôn, tôi không nhớ lần nào. Tôi chỉ biết cái máy nó y chang nhau, chả khác cái gì chứ. Chẳng qua là đồ mũ nó thêm nhiều ra, nó nhiều khe ra, nó nhiều ra. Và một cái tuổi đời một chiếc xe ở Việt Nam mình tồn tại rất là lâu. Có thể đi cũ bán cho người ông A, ông ba, bán cho ông xe bán ông đem, đem bán ông đem, bán hoài luôn vẫn còn. Thì như vậy gì? Mua về thì hư thì phải sửa, đồ mũ hư phải sửa, hư thì chạy ra hãng phải mua. Đấy, vậy thôi. Và RAM, ví dụ như là ngày xưa quay rim thì coi như là hồi là Trung Quốc, hồi là Đài Loan này nọ, họ dập ra cái khuôn họ bán, thế là cạnh tranh. Chứ còn bây giờ phải thay đổi liền. Các ông thay đổi tròn liền, bữa nay cái khuôn méo chút xíu, bữa nay khoan lỗ xíu, ông nội ai mà theo kiểu mấy ông. Thì thành ra các ông độc quyền chắc luôn, không chạy được nào. Độc quyền thì có những chỉ mình ông bán thôi. Cứ hồ cái xe nó rẻ mà sao nó ngon. Đúng rồi, nó rẻ, chất lượng mới vừa phải. Có những cái xe chưa hết bảo hành thì chất lượng nó đã đi xuống rồi. Đó. Cho nên cái video hôm nay tôi không có quay hình ảnh, tôi chỉ ngồi lại tôi nói để cho trả lời cho những cái câu hỏi của các bạn. Các bạn hỏi về dòng xe đó mua xe nào, tôi nói như vậy. Quay xa xa hơn nữa thì bắt đầu là winner. Đó. Cái xe mà cái đuôi nó dính dính á, thì bắt đầu chưa tàn canh đông thì coi như là mặt trời chưa ló hơn đông, bình minh chưa lên thì bắt đầu chuyển qua thằng winner X liền, thấy chưa. Đó. Vậy thôi. Người ta có cách làm ăn của người ta mà, mình đâu có trách được. Thằng kia hạ giá lại đuổi chua mua. Đó là cái thị hiếu, cái thị trường Việt Nam mình như vậy thôi. Hả? Hả? Thì bắt buộc phải chịu thôi. Cho nên trước khi cô chú anh chị mua một cái xe nào phải đắn đo suy nghĩ. Đối với những người ít tiền, còn đối với những người nào mà nhiều tiền thì thôi cứ quăng ra mua đại đi, hư thôi bán mua khác. Ok. Cũng tạm thời là bye bye cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn các bạn trong cái video clip tiếp theo của tôi. Bye bye nha.